em Đức Hải Dương xin chào anh nhá. Hôm nay em Đức Hải Dương lại lên sóng và chia sẻ cho anh chị và bạn một mẫu xe bình dân giá rẻ thôi các bác nhá. Hơn 100 triệu. Toyota Vios. Màn hình cam đùi đầy đủ luôn anh em nhá. Kiểm tra qua cam cái nào, test căng luôn. Máy chạy rất khỏe anh em ạ, rất bốc luôn. Giá rẻ hơn 100 triệu. Một chiếc Toyota, logo của Toyota các bác này. Vios. Em mà được sản xuất năm 2010 các bác nhá. Giá thì bình dân cho anh em thôi. Hơn 100 triệu đồng. Máy ngon, điều hòa mát, gầm bẹ máy khá là chắc chắn đó. Anh chị và bạn mua về giờ chỉ việc đổ xăng thôi các nhá. Đã hơn 100 triệu. Và nội thất em này được trang điểm khá đẹp. Giá bình dân cho các bác. Xe chạy cực khỏe luôn các bác ạ. Bốc. Đây này, nó có một cái cần này các bác ạ. Nên các bác mà đi xe tải hoặc xe 16 chỗ thì các bác chú ý nhá. Em xe con là chạy vô tư, không vấn đề gì cả. Em Đức vẫn chạy 60. Giá 178 triệu các bác nhé. Vios 2010. Bao thời điểm hiện tại thì bây giờ xe Toyota là bây giờ hiện tại là giá hợp lý các bác nhé. Giá rất hợp lý cho anh em, cho chị và các bạn. Beep beep.
sau đây em Đức sẽ review cái khoang động cơ trước để cho các bác nghe thêm động cơ các bác. Máy móc của em nó lổ rất êm luôn nhá, cực khỏe luôn, đi bốc khỏe đầm chắc. Đây các bạn nhìn cá bồ em nó này, dớm dớm nước luôn các bạn nhé. Các bạn nhìn này, dớm dớm nước luôn anh em. Giá rất mềm mại cho các bác thôi. Máy của em ở đây các bạn này. Toyota mà 5 chỗ ngồi các bác nhé, sản xuất 2010. Giá rất hợp lý, rất phù hợp cho các bác. À, mình sẽ tắt máy đi. Chúng ta nghe tiếng cho nó dễ. Đây là cái phần ngoại thất. Ngoại thất của chiếc Hiace sản xuất 2010. Và giá em này thì chỉ có 178 triệu thôi, bao chiếc hồ sơ hoặc bao công chứng ủy quyền cho các bác. Gói lọc lá cho anh em mình sang đi về các bác nhé. Anh chị và các bạn muốn xem xe trực tiếp và lái trải nghiệm thì các bác cứ đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương hoặc ga Vũ Thái, Kim Thành, Hải Dương trên trục đường 5 hướng Hà Nội, Hải Phòng. Anh chị và các bạn liên hệ với em Đức qua số điện thoại là 0972 567 089 để được tư vấn trực tiếp. Giá phù hợp cho anh em mua về để đi gia đình hoặc là mua về để chạy dịch vụ taxi, ok luôn. Máy ngon, điều hòa mát, gầm bệ chắc chắn các bác nhá. Xe thì nội thất rất đẹp, màn hình cam nuôi đầy đủ rồi. Anh chị và các bạn chúng ta mua về chỉ việc sẵn đồ xăng thôi. Đăng kiểm em này rất dài các bác nhé, cực dài luôn. Gương thì đã được trang bị nên gương tích hợp xi nhan. Đăng kiểm lên tháng 7 không nhá, tháng 7 năm 2022 luôn. Em đây. Vâng vâng. Có ý là rồi. Giá bình dân cho các bác không? Ghế da trần nỉ các nhé, ghế da được trang bị hai màu đỏ và màu màu này nó hơi sẫm màu tí. Trần nỉ các bác này, giá bình dân cho các bác.
178 triệu. Bao rút hồ sơ cho các bác nhá. Giá phù hợp cho các bác mới có bằng B2 bằng C. Rất bình dân luôn. Sau đây các bạn ạ, chỉ trong kính các bạn. Ừ. 178 triệu thì với một cái chiếc xe Vios này thì cũng khá là ok, khá hợp lý các bạn nhé. Bộ ghế da là trang điểm khá đẹp, hai màu, một cái màu đỏ các bác này. À, nội thất thì cũng được trang bị sơn rất là đẹp. À, màn hình rồi, màn hình cam nồi các bác nhé. La răng thì chiếc này vẫn được là da răng sắt úp nhựa các bác nhé. Để mình sẽ quay qua cái phần gầm sàn các bác xem. Gầm sàn của em ở đây. Các bác này, cầm sàn của em ở đây. Đấy. À, cầm sàn ở đây các bác này. Các bác xem. Đấy. Xe thì máy khỏe. Anh chị và các bạn mà chúng ta muốn xem trực tiếp và lái trải nghiệm cái mẫu xe Toyota sản xuất 2010 này thì các bác cứ đến tại đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương hoặc ga Phú Thái Kim Thành Hải Dương trên trục đường 5 hướng Hà Nội Hải Phòng, và các bác liên hệ với em Đức qua số điện thoại là 0975567089 các bác nhé. Giá hiện tại là bên em đang chào bán cho các bác là giá 178 triệu, trong đó là có cả phí rút hồ sơ hoặc công chứng ủy quyền cho tất cả quý chị và các bạn trên toàn quốc luôn. Anh chị và các bạn chúng ta mua và chỉ việc sẵn đổ xăng thôi. Mọi chức năng thì em này hoạt động khá là trơn tru. Xe thì các bác mua và chỉ việc đổ xăng thôi, không phải làm gì. Chị và các bạn chúng ta xem video của em thì nhận được video em Đức, và xem video em Đức thì các bác nhớ để lại một chấm và để lại một lượt like. Và sau đây em Đức cũng xin kết thúc video, hẹn chị và các bạn những video clip lần sau. Vâng, em Đức Hải Dương xin chào các bác nhé.